Ngày xưa con bé tôi thường hay mơ trở thành nhạc sĩ viết lên những bản tình ca. Từ cô bé 15 tuổi còn trong trẻo ngây thơ, Hoàng Yến Chibi được biết đến qua phim sitcom Cửa sổ thủy tinh, đạo diễn Tuấn Quang. Kế tiếp đó là MV Ngây Ngô, sáng tác Dương Cầm, đạo diễn Lê Hà Nguyên. Cú đột phá năm 2015 của Hoàng Yến Chibi chính là giành ngôi Á quân Học viện Ngôi sao. Từng nhận nhiều chỉ trích từ anti-fan, nhưng cô gái trẻ vượt qua, liều lĩnh bỏ tất cả ở Hà Nội để nam tiến phát triển chuyên nghiệp. Sau nhiều khó khăn, năm 2017, Hoàng Yến Chibi nhận cơ hội lớn ở phim điện ảnh Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh mang về chiếc cúp giải thưởng đầu tiên. Liên tiếp sau đó, cô thành công lớn và khẳng định tên tuổi qua Tháng Năm Rực Rỡ, Thất Sơn Tâm Linh. Hàng loạt giải thưởng ở Cánh Diều Vàng, Bông Sen Vàng, Ngôi Sao Xanh đều lần lượt gọi tên cô. Ngày 8 tháng 12 vừa qua, Hoàng Yến Chibi chính thức giới thiệu dự án phim tài liệu cá nhân mang tên Cánh Chim Rực Rỡ. Bộ phim là cơ hội để Hoàng Yến nhìn lại quãng đường đi qua, tri ân những người yêu thương, đồng hành suốt 10 năm làm nghề. Cánh Chim Rực Rỡ còn là món quà đặc biệt Hoàng Yến muốn gửi đến mẹ, người quan trọng và ảnh hưởng nhất trong cuộc đời mình. Và đây giống như là một cái mà Yến muốn gửi đến tất cả những ai mà đã biết đến Yến, đang biết đến Yến, chưa biết đến Yến hoặc sẽ biết đến Yến, thì chỉ cần xem bộ phim này thôi là mọi người có thể hiểu được rằng là Hoàng Yến Chibi là một con người như thế nào. Cô ấy đã làm những gì? Xin chào hai MC trường quay, xin chào quý vị khán giả. Tôi đang ngồi cạnh Hoàng Yến Chibi, là vị khách mời rất là dễ thương của chương trình Du Biết Cuộc Sống hôm nay. Xin chào bạn. Hình ảnh của Hoàng Yến đang phủ sóng, và đặc biệt là đối với cuộc đua nước rút năm 2020 với 3 phim xuất hiện, đúng không? Khán giả đang thắc mắc là có phải là Hoàng Yến Chibi đang xây dựng hình ảnh ngọc nữ trong điện ảnh không? Lời đầu tiên thì Hoàng Yến xin gửi lời chào đến chị cũng như là tất cả các quý vị khán giả đang xem chương trình. Và thực ra để mà nói với cái gọi là mọi người hay gọi là ngọc nữ thì Yến cũng chưa có dám nhận, bởi vì là Yến thấy là mình vẫn chưa có quá là nhiều thành tựu ở trong cái sự nghiệp diễn xuất, và với cả là Yến nghĩ là mình cần trau dồi thêm rất là nhiều, nên hiện tại thì gọi là cái tên mà mọi người gọi là ngọc nữ mới của nền điện ảnh thì Yến xin phép là chưa dám nhận. Và thực ra nó cũng là một cái điều may mắn thôi, bởi vì cuối năm nay thì Yến đã ra mắt được bộ phim tài liệu của mình mang tên là Cánh Chim Rực Rỡ. Sau đó thì là ngày Noel thì sẽ ra mắt bộ phim Người Cần Quên Phải Nhớ. Và thực sự là Yến rất là hồi hộp, không biết là cái bộ phim lần này của mình khi mà ra mắt thì mọi người sẽ nhìn nhận và đón nhận như thế nào. Khi mà người ta nhắc đến Hoàng Yến Chibi ấy, thì người ta hay tưởng tượng ra một cô gái rất là trong sáng này, năng động này. Nhiều người hay nói rằng là Hoàng Yến Chibi đang nợ khán giả một vai diễn phản diện. Bạn nghĩ sao về điều này? Thực ra thì chắc là tại vì duyên chưa tới thôi ạ. Chứ em vẫn mong muốn là mình sẽ có một cái vai diễn nào đó mà có thể thể hiện được những cái cảm xúc khác nhau hơn. Tức là từ trước đến giờ thì mọi người luôn luôn nhìn thấy Hoàng Yến Chibi với một hình tượng là một cô gái rất là dễ thương, trong sáng, nhí nhảnh. Thì bây giờ em cũng nghĩ là mình cần phải tìm một cái vai diễn nào đó mà nó hơi có một chút gọi là nổi loạn hơn một chút xíu, hoặc là một cái vai diễn mà nó mang tính chất phản diện. Thì em cũng mong là sau này, năm sau chẳng hạn, là mình cũng sẽ có thể có duyên để tìm được một cái vai diễn như vậy. Với cái lúc nãy mà chị nói thì là cái nhận xét của mọi người, nhận xét khi Hoàng Yến ở bên ngoài thôi ạ. Còn đối với mỗi một vai diễn, khi mà em bắt đầu nhận cái vai diễn đó thì em cần phải tìm hiểu xem là cái tính cách nhân vật của vai diễn đó như thế nào. Chứ không thể nào mà mình bê nguyên tất cả những cái gì là Hoàng Yến vào trong nhân vật được. Mình chỉ có là ở trong cái nhân vật đấy thì mình cần phải tạo ra một cái điểm nhấn riêng để cho mọi người, khi mà mọi người nhìn thấy thì mọi người biết là đó là Hoàng Yến Chibi đóng. Em thì đang cố gắng để có thể tìm được cái điều đó ở trong từng cái nhân vật của mình. Với vai diễn lần này thì mang tên là Hồng Loan, một cô phóng viên 25 tuổi, và là một cô phóng viên chuyên đi săn tin, những cái tin mà gọi là hot nhất, giật gân nhất thì là cô ấy là người đi săn tin. Và gọi là một người phóng viên mà không hề hiểm, không nề hà những hiểm nguy ấy chị.
Thì trong bộ phim thì em có một số những cái cảnh hành động nữa. Tôi thấy bạn bè đồng nghiệp hay nhận xét Hoàng Yến là rất là năng động, cả trong cuộc sống lẫn như trong hoạt động nghệ thuật. Tôi thấy bạn đi theo đuổi cả âm nhạc lẫn điện ảnh. Vậy cái gì mới là mục tiêu chính của bạn? Những năm trước ấy, thì em luôn luôn mong muốn trở thành một người nghệ sĩ đa năng. Tức là gần như tất cả những cái gì liên quan đến nghệ thuật thì mình đều có thể làm được. Nhưng mà trong năm nay thì em đã bắt đầu biết được rằng là mình nên làm gì và cái đường hướng mà phát triển của em sẽ là như thế nào. Thì em nghĩ là mình nên chọn một cái để cho nó tốt nhất đã. Thì với cái sự may mắn và cái sự bén duyên đang rất là gọi là em thấy là rất là ngẫu hứng ấy, tức là rất là may mắn luôn ấy, của em với cả sự nghiệp diễn xuất, thì em thấy là mình nên trau dồi nhiều hơn và mình nên học tập nhiều hơn nữa để có thể có được những cái vai diễn để đời giống như là Hiểu Phương đã từng. Có nghĩa là bạn đang định hướng nghiêng nhiều hơn về điện ảnh đúng không? Vâng, có thể nói là như vậy ạ. Phim tài liệu của Hoàng Yến Cánh Chim Rực Rỡ cũng mới ra mắt cách đây 3-4 ngày thôi đúng không? Trước đây không lâu thì có một bộ phim tài liệu về nhạc sĩ Trần Tiến đã ra mắt và rất là nổi tiếng khi mà quay dòng dã 5 năm trời. Có nghĩ là bộ phim của mình cũng đã đủ đặc biệt để thoát khỏi cái bóng đó không? Và bạn có ngại khi bị so sánh giữa phim tài liệu của một cô gái trẻ 25 tuổi với một nhạc sĩ mà đã có đóng góp rất là nhiều cho nền nghệ thuật nước nhà? Em nghĩ là không thể nào mà so sánh được, bởi vì cái bộ phim tài liệu của em nó chỉ là một cái hành trình 10 năm thôi. Còn với bộ phim của chú Trần Tiến thì em thấy là với một cái quãng thời gian dài mọi người đi theo và xuyên suốt trong 5 năm liền để có thể ra được một cái bộ phim như thế thì cái sự so sánh này nó quá là khập khiễng ạ. Vâng, em nghĩ là không nên so sánh, bởi vì mỗi một bộ phim nó sẽ có một cái điểm hay, với mỗi một bộ phim thì nó sẽ có những cái điểm khác nhau. Với cái bộ phim tài liệu của em, nó gọi là phim tài liệu thôi, nhưng bản thân em nó thấy giống như là một cái video hành trình, tức là một cái hành trình của Hoàng Yến Chibi đã trải qua trong 10 năm như thế nào. Chứ nếu mà để nói là bộ phim tài liệu thì nó cũng gọi nó cũng hơi tức là đối với bản thân em thì em chỉ nghĩ nó chỉ là một cái video về hành trình, cái quá trình mà Hoàng Yến đã trải qua và trưởng thành như thế nào thôi. Nghĩa là nó giống như một cái sản phẩm mang tính cá nhân nhiều hơn. À dạ vâng, đúng rồi. Tại vì thực ra nhá, với bộ phim lần này em mong muốn cái mà em mang đến cho tất cả mọi người ấy là mọi người có thể hiểu được rõ hơn về con người của Hoàng Yến. Và cái thứ hai đó chính là em muốn tri ân những cái người mà đã cùng với em tạo nên những cái thành công của riêng em, cũng như là những người mà đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ và quan tâm em. Hoàng Yến của năm 2020, 25 tuổi, bạn tự cảm thấy là bạn trưởng thành hơn về những gì, khác biệt gì so với 10 năm trước? Khác nhiều chứ ạ. Cái đầu tiên là suy nghĩ, bởi vì là càng lớn thì mình sẽ càng phải nghĩ về nhiều thứ hơn. Nó không chỉ là ngày hôm nay mình sẽ hát bài nào, mà nó sẽ còn là cần phải lo lắng cho cái cuộc sống của gia đình mình như thế nào nữa. Và với cả Hoàng Yến của 2010 thì có thể là mông lung lắm, chưa biết được rằng là ở cái con đường mình đi nó sẽ là như thế nào, nên đâm ra mới muốn trở thành một nghệ sĩ đa năng. Còn đối với Hoàng Yến của 2020 thì đã biết được rằng là nghiệp đã chọn mình rồi, thế nên đâm ra là mình cần phải làm tốt một thứ trước đã. Thì thấy là đằm thắm hơn, điềm đạm hơn rất là nhiều. Tức là tại vì qua một cái năm 2020 này thì tất cả mọi thứ nó đều rất là chậm lại bởi vì dịch này. Xong rồi em có khoảng thời gian em nghỉ, em có khoảng thời gian suy nghĩ về cái quá trình mà mình đã trải qua. Như vậy là có thể nếu mà dùng tính từ để chỉ một Hoàng, hai Hoàng Yến của hai cái mốc thời điểm đó thì cái từ ngây ngô đúng không? Có thể dùng cho Hoàng Yến năm 2010, đúng 2010. Rồi ạ, đúng ý. Còn từ đằm thắm trưởng thành thì có thể không, dùng không, cho không, 2020. Trưởng thành cho 2020 thì cũng vẫn chưa được lắm. Tức vậy là... thì có thể dùng tính từ nào nhỉ? Hoàng Yến của 2020 thì... Chững chạc. Em nghĩ chắc là rực rỡ. Rực rỡ. Bởi vì là em đã trải qua một cái 2 năm từ lúc mà bộ phim Tháng Năm Rực Rỡ bắt đầu được công chiếu đến giờ thì
đúng thực sự là những cái tháng năm vừa qua mà vừa mới trải qua nó quá là rực rỡ, nó bùng nổ đến cái mức độ mà em không thể ngờ được là trong cuộc đời em sẽ có những cái khoảng thời gian, những cái khoảng kỷ niệm nó đẹp đến mức độ như vậy. Thì em nghĩ là Hoàng Yến 2010 thì là một cô bé rất là ngây ngô, nhưng mà với Hoàng Yến 2020 thì có thể mỉm cười được rồi, bởi vì mình đã làm được rất nhiều điều rực rỡ. Mình thấy là trong cái phim tài liệu của Hoàng Yến thì có đủ các cung bậc cảm xúc, ngọt bùi, đắng cay, kể cả vỡ hòa những cảm xúc rất là vui sướng nữa. Thì 10 năm hoạt động nghệ thuật có lẽ là đúng là cái thời gian đó chứ phải là dài, nhưng mà cũng đủ để cho bạn nhận ra nhiều cái thứ giá trị. Và tôi muốn hỏi là trong cái quãng thời gian đó thì có bao giờ bạn thấy là cảm thấy hối hận về cái quyết định của mình không, khi mà lựa chọn con đường nghệ thuật này? Chưa bao giờ trong cuộc đời em cảm thấy mình hối hận về bất kỳ một điều gì, kể cả là điều đấy có đúng hay là sai, em chưa bao giờ hối hận. Bởi vì mỗi một cái điều mà em trải qua thì nó đều là một bài học, nó đều là những cái kinh nghiệm. Và phải từ những cái đó thì mình mới có thể trưởng thành hơn, mình mới có thể trở thành một con người tốt hơn. Vậy Hoàng Yến thì có lập trình cho mình cái cuộc sống sắp tới như thế nào? À không, thực ra thì em không còn lập trình cho bản thân mình những cái gì sắp tới nữa. Mà giống như anh Chí đã từng nói trong bộ phim tài liệu của em á, là em muốn gì thì em làm luôn đi. Thì em thích hát thì em hát luôn đi, em muốn diễn thì em diễn luôn đi, em muốn làm gì thì em làm luôn. Và bây giờ trong đầu em cứ mỗi buổi sáng mà em thức dậy và em cảm nhận được rằng là à, hôm nay tôi muốn làm gì là ngày hôm đó em chắc chắn em sẽ làm cái điều đó ngay lập tức. Một Hoàng Yến trưởng thành và quyết liệt hơn đúng không? Dạ. Quyết đoán hơn. Dạ. Vậy Hoàng Yến thì cũng đã có những cái vấp ngã đúng không? Có những cái áp lực lên bạn. Thì tôi nghĩ rằng những cái áp lực đấy thì đã tạo nên một Hoàng Yến trưởng thành và quyết đoán hơn ngày hôm nay. Một lần nữa thì chúc bạn có thật nhiều sức khỏe để có thể là thành công với những dự án sắp tới, điện ảnh sắp tới. Còn bây giờ xin mời quý vị trở lại trường quay.